cả mọi người, hôm nay thì Linh đã quay trở lại để chia sẻ với các bạn về 5 điều mà Linh thích nhất và 5 điều mà Linh không thích nhất ở đất nước Trung Quốc nha. Để mở đầu cho 5 điều mà Linh thích nhất về ở đất nước Trung Quốc thì điều đầu tiên chắc chắn sẽ là ngôn ngữ. Về tiếng Trung thì Linh cảm thấy là khi mà mình phát âm ra cái âm thanh khi mà mình nói tiếng Trung ấy thì giống như là đang hát vậy. Mà Linh thì là một người đặc biệt thích hát, mặc dù hát thì không hay lắm nhưng mà đặc biệt là thích hát, thế nên Linh rất là thích học tiếng Trung, thích nói tiếng Trung, và cái lúc mà mình phát âm ra cái tiếng Trung thì cái âm thanh của mình cũng cảm thấy rất là hay, rất là líu lo như kiểu mình đang hát vậy đó. Và về chữ viết của tiếng Trung thì khá là hay và có rất là nhiều ý nghĩa nằm sâu trong một chữ cái tiếng Trung đấy. Ví dụ như là mỗi một chữ cái đều có ý nghĩa riêng và có cái ý nghĩa tượng hình riêng của nó. Thế nên khi mà học tiếng Trung, khi mà viết tiếng Trung thì mình đều tưởng tượng ra được là cái ý nghĩa nó nằm ở ngay cái hình tượng trên bề mặt chữ viết đó. Và cũng như Linh đã nói ở trước đó là tiếng Trung khi mà mình phát âm ra thì nó giống như là đang hát vậy đó. Thế nên khi mà một bài hát bằng tiếng Trung được viết lời bằng tiếng Trung thì cái ý nghĩa của cái bài hát đấy lúc nào cũng kiểu thơ mộng lãng mạn và cái ý nghĩa nó rất là đẹp. Hơn nữa là tiếng Trung rất là phong phú, thế nên có rất nhiều từ ngữ để miêu tả cho một câu chuyện, cho một ý nghĩa mà có thể dùng đến rất nhiều từ ngữ khác nhau. Điều thứ hai mà Linh thích ở Trung Quốc đấy chính là văn hóa. Về văn hóa của châu Á nói chung và về văn hóa của Trung Quốc nói riêng thì nếu như các bạn đã biết thì Trung Quốc là một đất nước rất là lâu đời rồi, thế nên là nền văn hóa, nền lịch sử rất là dày. Và khi mà nhắc đến văn hóa châu Á thì hầu như trên thế giới, các bạn bè trên thế giới đều sẽ nghĩ đến văn hóa của Trung Quốc. Và chính vì cái nền lịch sử dày dặn và lâu đời như thế nên lại càng có rất nhiều điều để các bạn có thể tìm hiểu, và có rất nhiều điều để các bạn có thể được hiểu biết nhiều hơn khi mà tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của Trung Quốc. Và vì đều là những nước châu Á với nhau, thế nên là nền lịch sử của Trung Quốc và cái văn hóa của Trung Quốc đối với văn hóa của Việt Nam nó khá là gần gũi, khá là giống nhau, và các thói quen, phong tục khá là giống nhau. Thế nên khi mà mình tìm hiểu về văn hóa của Trung Quốc, mình tìm hiểu sâu hơn về những cái phong tục tập quán của Trung Quốc thì mình biết được rằng ở Trung Quốc có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Điều thứ ba mà cũng chính là điều mà khiến Linh và đa số các bạn đến Trung Quốc du học, đó chính là ngành giải trí của Trung Quốc. Nói về ngành giải trí của châu Á thì hiện nay Trung Quốc và Hàn Quốc đang là hai đất nước phát triển gần như là bậc nhất tại châu Á. Thế nên khi mà nhắc đến ngành giải trí thì không thể không nhắc tới Trung Quốc. Và hiện nay thì ngành giải trí tại Trung Quốc cũng đang dần chuyển mình trở thành một ngành công nghiệp giống như ở đất nước Hàn Quốc vậy. Thế nên khi mà tìm hiểu sâu về quá trình đào tạo hay là quá trình làm việc của ngành giải trí thì Linh cảm thấy là rất là có hứng thú với ngành này. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì Linh cũng là một diễn viên nữa, thế nên khi mà Linh đi du học thì Linh cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành mình đang làm việc. Và một điều mà Linh cực kỳ thích ở cái vấn đề giải trí ở Trung Quốc này đấy chính là người Trung Quốc kết hợp giữa giải trí và văn hóa lồng ghép vào với nhau. Có nghĩa là khi mà các bạn tham gia xem biểu diễn hay là tham gia công việc trong ngành giải trí, các bạn có thể có cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của chính đất nước Trung Quốc. Xong rồi thì diễn viên, ca sĩ các thứ toàn là trai xinh gái đẹp nữa, ai mà không thích xem, ai mà không có hứng thú cho được, đúng không? Điều thứ tư mà Linh thích nhất ở đất nước Trung Quốc đấy chính là về việc du lịch. Ở Trung Quốc thì có rất nhiều nơi để các bạn có thể đi du lịch, và có rất nhiều nơi đẹp đẽ mà có khi là bạn sinh ra ở đất nước Trung Quốc này, sống cả một đời ở đất nước Trung Quốc này cũng không thể đi hết được những nơi đó. Và đặc biệt là một khi mà bạn đã đi du lịch ở Trung Quốc là kiểu gì bạn cũng sẽ bị nghiện. Có nghĩa là bạn đã đi được một nơi đẹp
rồi bạn sẽ cố gắng để đi nơi khác, những nơi khác nữa. Mà chắc chắn một điều rằng là bạn không thể đi hết được tất cả những nơi đó trong suốt một quãng đời của mình, trừ khi là ngày nào bạn cũng đi một nơi. Nhưng mà điều đấy là không thể xảy ra, vì kiểu các bạn còn phải kiếm tiền thì mới có tiền để đi du lịch chứ, đúng không? Và thật sự là bình thường Linh ở nhà, lúc mà ở Việt Nam ấy, thì Linh không phải một người quá là ham mê du lịch. Mặc dù là cũng rất thích đi du lịch, nhưng không phải là một người bị nghiện đi du lịch. Nhưng sang đến đây, khi mà kiểu mình có thời gian ấy, mình vừa kết hợp học tập lẫn đi du lịch, lẫn vui chơi giải trí, thì mình đã bị nghiện du lịch một lúc nào đó không hề hay biết. Xong rồi kiểu tất cả mọi khoản tiền đều, một tháng đều kiểu đổ vào việc đi du lịch. Ngoài việc ăn và mua sắm ra thì đi du lịch, có bao nhiêu tiền cũng đi du lịch hết. Thật sự là khi mà ở nhà ấy, thì có những cái địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mình đều biết hết. Nhưng khi mà sang đến đây, mình cảm thấy những địa danh mà nổi tiếng như kiểu Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu các thứ thì vẫn không là gì so với những địa danh mà chỉ có người Trung Quốc biết hoặc là những du học sinh biết. Và khi mà người Trung Quốc mách nước cho du học sinh để đi thì hoàn toàn địa danh đấy còn đẹp hơn cả những địa danh đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Mặc dù là mình cũng đang sống ở một thành phố rất là xinh đẹp, đó chính là thành phố Hàng Châu, cũng là một thành phố gọi là thành phố du lịch, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy Hàng Châu vẫn là một thành phố và nó vẫn có một cái quy mô du lịch riêng. Mà mình thì lại thích đi du lịch kiểu khám phá những cái thứ tự nhiên ấy. Thì nên là mình kiểu cảm thấy khi mà mình đi những cái địa danh khác, những cái địa danh tự nhiên mà kiểu không có lời nào diễn tả vì nó quá đẹp ấy, kiểu như Tân Cương các thứ chẳng hạn. Điều thứ năm mà mình thích nhất ở Trung Quốc đấy chính là về việc mua sắm. Việc mua sắm mà mình muốn nói ở đây thì không chỉ riêng về việc mua quần áo, giày dép, túi sách hay là những cái mặt hàng về thời trang, mà còn về những cái mặt hàng kiểu đồ gia dụng hay là đồ ăn vặt hay là những cái kiểu sách vở các thứ thì rất là thuận tiện. Cái gì các bạn cũng có thể lên mạng mua và đảm bảo về chất lượng 100%. Mình thề là đảm bảo chất lượng 100%. Vì thật sự là ở trên mạng, ở Trung Quốc, kiểu trên Tháo Bảo hay là kiểu Trinh Tông hay là Pinduoduo, cái gì cũng có muôn vàn thứ trên đời này, kể cả là những đồ nhập khẩu từ Việt Nam sang đều có. Vì là kiểu có một lần mà mình hết kem chống nắng, mà thật sự là về da mặt của mình thì nó cũng khá là nhạy cảm. Từ trước thì mình dùng kem chống nắng của Việt Nam, thế nên là mình cứ luôn luôn dùng những cái loại kem chống nắng đấy. Cho đến khi sang đây thì mình đã mua dự trữ hai lọ rồi mang sang rồi, nhưng mà kiểu vì mùa hè dùng khá là nhiều ấy, rồi tẩy trang xong lại phải bôi lại, thế nên là đã hết mất hai lọ kem chống nắng đó. Lần đấy thì mình đã đánh liều lên mạng thử tìm cái loại kem chống nắng đấy xem là có không, và có, và mình đã mua về dùng thử. Lúc mình mua về mình còn kiểm tra là kiểu xem là made in China hay là made in Việt Nam, và thật sự là made in Việt Nam, và dùng nó không hề có một gọi là khác biệt nào so với cái loại kem chống nắng mà mình mua ở Việt Nam cả. Và thật sự đây là hàng nhập khẩu từ Việt Nam tới, thế nên là đảm bảo về chất lượng. Và còn có một lần là mình kiểu lên mạng để mua sách SSK để học, thì thật sự là trên mạng đúng là cái gì cũng có, kể cả là sách cũng có, bạn muốn mua sách gì cũng có. Tất nhiên là vẫn nằm trong cái giới hạn kiểu sách Trung văn, kiểu sách từ một ngôn ngữ chung thì mới có. Còn sách nước ngoài thì cũng rất là khan hiếm, có thể có hoặc có thể không, cái này thì mình cũng chưa tìm hiểu. Nói chung là về việc mua sắm ở Trung Quốc rất là thuận tiện. Và tiếp theo là 5 điều mà Linh không thích nhất ở đất nước Trung Quốc. Điều đầu tiên đấy chính là Internet và mạng xã hội. Trời ơi, biết bao nhiêu ngày tháng và biết bao nhiêu người đã nói về cái vấn đề này, nhưng mà Linh vẫn phải nói lại là Linh rất là ức chế khi mà cái vấn đề chặn mạng xã hội ở Trung Quốc. Biết là cái điều đấy sẽ tốt cho dân Trung Quốc,
nhưng mà thật sự là bản thân mình không quen ý. Thế nên là mình rất là bức xúc khi mà mỗi lần mình sử dụng mạng xã hội đều phải bật VPN. Mạng chậm một cách dã man luôn. Và những cái ngày mà như kiểu tổ chức một cái đại hội gì đấy liên quan đến chính phủ thì tất cả mọi VPN đều bị xóa sổ. Và những ngày đấy khi mà giống như kiểu Việt Nam thường xuyên sử dụng Facebook hay là Instagram thì những ngày đấy hoàn toàn không thể sử dụng được VPN và không thể sử dụng được mạng xã hội. Và kể cả như YouTube, mình muốn dùng YouTube, mình muốn lên mạng xem YouTube thì cũng phải bật VPN. Và mình đăng clip cho các bạn lên YouTube để xem cũng phải bật VPN và dã man chậm. Thế nên là các bạn đã hiểu nỗi lòng của Linh khi mà mỗi lần up một video lên cho các bạn xem cực khổ đến cỡ nào rồi chứ. Nhưng mà thôi thì những cái bức xúc đấy thì mình cũng chỉ biết bức xúc và khắc phục những cái bức xúc đấy thôi, chứ không thể có một cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó và kiểu sử dụng như bình thường. Điều thứ hai mà Linh không thích nhất ở đất nước Trung Quốc đấy chính là môi trường và thời tiết. Thời tiết thì không biết là ở những cái thành phố khác thì như thế nào, nhưng mà ở Hàng Châu thì đặc biệt là về mùa hè rất rất nóng. Vừa nóng vừa mưa, mà có những ngày mưa vẫn nóng chứ không hề mát. Thậm chí là có những ngày mà thời tiết của Hàng Châu còn nóng gấp 2, gấp 3 lần. Nó gấp 2, gấp 3 lần thì cũng hơi quá, nhưng mà kiểu lên tận 40 mấy độ ấy. Kiểu tháng 5 vừa rồi có những ngày kiểu 38, 39 độ. Tháng 5, 38, 39 độ còn quá cả Hà Nội và Sài Gòn. Và thời tiết ở đây thì trừ những ngày mưa ra, kể cả nóng hay là lạnh thì đều khá là khô. Thế nên từ khi mà sang đây, da của Linh từ da dầu đã chuyển thành da khô. Từ da dầu mà chuyển thành da khô là một quá trình cực kỳ ngoạn mục. Và thêm một điều nữa đấy là kiểu môi trường không khí ở Trung Quốc, cái bầu không khí chung ấy, nó khá là ô nhiễm. Và điều này thì khá là nhiều người cũng đã biết rồi, kể cả ở Việt Nam cũng có khá nhiều người biết. Thế nên là kiểu nó không được tốt cho vùng mũi hay là vùng phổi, nói chung là về hệ hô hấp của mình ấy, không không hề tốt cho sức khỏe một tí nào. Điều thứ ba mà Linh không thích nhất ở Trung Quốc đấy chính là đồ ăn. Về đồ ăn thì cũng có thể là mỗi người một cảm nhận, có những người thích đồ ăn Trung Quốc, có những người không thích. Nhưng mà nói về đồ ăn Trung Quốc nói chung thì hầu như tất cả các món ăn đều khá là nhiều dầu mỡ. Và Linh thì không hề thích dầu mỡ tí nào. Như bình thường ở Việt Nam thì mình ăn đồ ăn có những cái món canh hay là những cái món rau luộc thì không hề có một chút dầu mỡ nào cả. Và nó rất là kiểu thanh mát ấy. Nhưng mà sang đây kể cả rau luộc cũng có dầu mỡ. Thế nên là kiểu mình cảm thấy, mà thật sự là rau luộc ấy chứ không phải là rau xào đâu. Rau xào thì mình sẽ cảm nhận được cái vị khói ở trong cái món rau đấy, nhưng mà thật sự đây là món rau luộc nhưng lại có dầu mỡ chan vào. Và thật ra thì Linh ăn đồ ăn ở bên này, Linh cảm thấy một vài món ăn ở ngoài hàng hay là ăn ở trong căng tin thì nó hơi mặn một chút. Nhưng mà không biết là do cái đấy là do khẩu vị của mỗi người, do khẩu vị của Linh kiểu không thích ăn mặn hay là không thích ăn dầu hay là bla bla. Đấy là do khẩu vị của mỗi người nên Linh sẽ không bàn tới về vấn đề mặn nhạt. Nhưng mà ngoài vấn đề quá dầu ra thì cũng không còn gì khác nữa rồi. Và chính vì cái việc mà tất cả các món ăn đều có quá nhiều dầu, thế nên là khi mà cái lượng dầu nạp vào cơ thể quá nhiều ấy, nên là Linh đã bị béo ra. Rất nhiều khi sang đây ở, nên ngày nào Linh cũng phải kiểu đi tập chạy 10 cây số xong rồi đi tập gym các thứ để cho gầy bớt đi ấy. Nhưng mà không biết là có ăn thua không tại vì cũng chưa cân mấy ngày hôm nay. Điều thứ tư đấy chính là việc di chuyển và đi lại tại đất nước Trung Quốc. Như các bạn đã biết thì dân số của Trung Quốc khá là đông, phải nói là rất đông. Thế nên là vào những cái giờ tan tầm hay là những cái giờ bắt đầu đi làm thì ở ngoài đường toàn người là người, toàn xe là xe và tình trạng kẹt xe hầu như ngày nào cũng như ngày nào. Và kể cả khi mà đi các phương tiện công cộng như là đi xe buýt hay là tàu điện ngầm cũng toàn người là người, rất là đáng sợ về cái việc di chuyển.
Và cái việc mà có rất nhiều phương tiện công cộng như là xe buýt, xe đạp hay là tàu điện ngầm cũng không thể giải quyết được cái vấn đề kẹt xe hay là vấn đề kiểu di chuyển khó khăn ở đất nước Trung Quốc này, tại vì quá là nhiều người, dân quá là đông ấy. Mà mùa đông thì còn đỡ, chứ còn mùa hè sẽ có một vài vấn đề về mùi xảy ra. Thế nên là thường thì Linh sẽ đi xe buýt hay là đi tàu điện ngầm. Nhưng mà khi đến mùa hè thì Linh hay tả Didi, có nghĩa là giống như kiểu Grab hay là Uber của Việt Nam ngày xưa ấy. Nó sẽ đắt hơn các phương tiện công cộng một chút nhưng bù lại nó sẽ thoải mái hơn. Điều thứ năm và cũng là điều cuối cùng mà mình không thích nhất ở đất nước Trung Quốc, đấy chính là về vấn đề thời trang. Đến đây thì có thể sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều, đấy là có những người thì nói là kiểu ở Trung Quốc thì mọi người ăn mặc rất là thời trang, sành điệu này kia các thứ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không thấy như thế. Tại vì ở Trung Quốc như các bạn đã biết thì đã có kiểu淘Bảo và rất là phát triển về ngành thời trang. Nhưng chính vì quá nhiều thế nên dẫn đến quá tải. Và khi mà cái vấn đề thời trang bùng nổ, đấy là kiểu khi mà bạn có quá nhiều sự lựa chọn, các bạn sẽ không biết phối hợp như thế nào cho đẹp và các bạn mix linh tinh hết cả lên. Và nhìn đại đa số người Trung Quốc đi ngoài đường thì không mấy ai có gu ăn mặc quá là chất. Và thực sự nếu như mà có những người như thế thì một là các bạn ý có gu thẩm mỹ cao, ok, loại bỏ cái trường hợp này. Trường hợp thứ hai thì đấy là các bạn ý bán quần áo. Các bạn ý tiếp xúc hàng ngày với quần áo, thời trang và các bạn ý có một cái sự làm quen với chính quần áo của mình. Thế nên là các bạn ý biết cách phối hợp như thế nào cho tốt, cho đẹp. Cá nhân Linh thì không dám tự nhận mình là một người ăn mặc đẹp. Nhưng mà Linh chỉ nghĩ là kiểu ăn mặc đơn giản và kiểu phù hợp, thoải mái là được. Và ở Trung Quốc có một cái thế mạnh, đấy là dân đông, đất rộng. Thế nên là tất cả những cái nhãn hàng nổi tiếng hầu như ở Trung Quốc đều có, như kiểu Louis Vuitton, Gucci hay là kiểu từ hãng lớn đến hãng nhỏ, từ Converse rồi đến Nike, Adidas đều có. Nhưng cũng chính vì như thế mà hàng fake, tất cả mọi nhãn hàng đều có hàng fake. Thật sự thì Linh là một người không hề ủng hộ cái việc sử dụng hàng fake một tí nào. Tại vì cá nhân Linh thì không phải là người quá giàu có để lúc nào cũng có thể dùng hàng hiệu. Nhưng Linh một là sẽ sử dụng không có một nhãn hàng nào cả, kiểu hàng gia công ấy, hoặc là hàng handmade hay là kể cả những hàng trong nhà máy sản xuất, nhưng mà lại không có kiểu nhãn hàng, không nhái lại hình thức hay là nhãn mác của các nhãn hàng nổi tiếng ấy. Đến đây thì có thể có những bạn nói là kiểu các bạn không đủ tài chính để sử dụng hàng hiệu, thì các bạn hãy sử dụng những hàng handmade đi, những hàng gia công đi. Trời ơi, Linh cũng toàn sử dụng hàng gia công, hàng handmade cả thôi và không hề có một cái nhãn hàng nào, không hề có một cái nhãn mác nào của cái kiểu quần áo, nhất là quần áo thì Linh lại càng đơn giản, Linh không hề mặc quần áo của các nhãn hàng nhiều đâu. Các bạn hãy thử cảm tưởng là khi mà đi ra đường, một người sử dụng một chiếc túi xách y hệt chiếc túi xách mà bạn đang cầm trên tay, đã là một cảm giác không hề thoải mái rồi. Hơn nữa, khi mà bạn mua chiếc túi xách đấy với giá 30 triệu, còn người kia mua chiếc túi xách đấy với giá 300 nghìn, thì cảm giác của bạn sẽ càng khó chịu hơn. Nhưng mà thật sự là cái vấn đề về thời trang thì Linh nghĩ là mỗi người có một cái quan điểm riêng. Linh cũng sẽ không kiểu cổ súy các bạn là không được dùng hàng fake hay nọ kia, nhưng mà chỉ riêng cá nhân Linh, vì cái vlog này nói về những điều Linh thích và Linh không thích, thế nên hoàn toàn là dựa trên quan điểm cá nhân. Và tất nhiên là Linh không thích cái việc sử dụng hàng fake nên Linh mới cho cái việc đấy vào 5 điều mà Linh không thích. Vlog này của Linh thì đã kết thúc ở đây rồi. Và nếu như các bạn muốn Linh làm những vlog nào tiếp theo về chủ đề như thế nào thì hãy comment ở bên dưới. Và đừng quên like và subscribe video này.